đội hình là chị Mây thì rồng, hai con rồng, đưa hết đồ cho rồng, cho rồng đại bác mẹ nón với lại trường thương coi, khạc cái là đi, ông đi hết chứ có gì đâu, khạc hai cái là xong, bay hết mẹ rồi. Lấy cái thìa trước đi. Cái này mà nó làm về giống như trong Liên Minh ha, ulti xong hồi máu nữa là ngon. Hết được. The dark should fear me. Mà mình nói thiệt nha, mình đéo có chơi cung thủ tí nào. Cung thủ dạo này tù vãi. Ôi ôi, ok, đứng dậy đi đá ngay, nhấc cái đít lên đi đá ngay lập tức, cùi bắp lắm rồi đấy, nhấc cái đít lên đi đá, đéo được rồi, đéo ổn rồi, có vẻ đéo ổn là đi đá, đi đá, nhấc cái đít lên đi đá ngay. Ôi mẹ một quả đi đái rất chi là gắt từ vị trí của mẹ Châu TV, đi đái thành công thì anh đã sử dụng từ chiêu cuối thì mấy đứa thì chết đi. Sừ mấy con này tôi thấy lùn nhiều thế, giờ chuyển sang chơi lùn mây được
fear, your end's the same. The dark should fear trời. Me. Nốt rau này đã. Ê, hai thằng có hai con Phoenix 2 rồi đấy. Tôi thấy là hai thằng có hai con Phoenix 2 luôn. Chen nhau Phoenix. Ôi các bạn Kim Sơn nha, các bạn Nguyễn Văn Dung và Thịnh Nguyễn nha. 500 sao luôn. Ý nè. Hợp lý nè. Kenan cung luôn quá ngon. Gì đấy trời. Mẹ lùn mà sao lại vay hai con. What the fuck. Gì đấy trời. Lùn kiểu gì đấy. Bay nữa. The dark should feel me. Here comes the boom. Trong lùn thì nuôi vay đâu có tác dụng gì đâu trời. Bỏ lùn đi. Hoang dã đi. Bỏ lùn. Chứ hoang dã. Hoang dã nuôi vay được. Hoang dã nuôi vay carry. Ôi cát kìa.
Mình đi ép luôn đi để tí phải đỡ phải suy nghĩ các bạn. Tí đi chơi thêm con ác nữa. 4 hoàng giả, 2 con cung thủ. Kẹp thêm chó gáp mà. Trời ơi, giết đại bác nha. Đại bác vô cực nha. Thế này thì mẹ áp này hơi kinh nha. Kinh dậy sao đủ. Chơi về ai đủ được. Trời ơi, bay ba luôn. Bán sự Lulu đi. Con bờ rịt ném lại. Chấp chép. Chơi game chấp chép á. Hôm này cũng qua quýt 3 nè. Chân bãi đá. Game này có vẻ khó lật. Quy đại. Thì à. Cung. Mẹ thì có một đồng lời lấy quá nhỉ. Lấy nước mắt. Lấy chừng thương cho con AC. Lấy chừng thương cho AC các bạn ạ. Đấy thì kệ ông. Rồng cầm tạm đi. Tí nữa ra ass bán rồng. Trời ơi, vai của nó cầm đồ kìa. Nhìn hết hồn chưa? Thank you.
nha. Rồng nữa. Mẹ ván này chơi rồng. Mấy con cung thủ này nhìn nếu muốn chơi thế nào. Thề. Ui, mẹ bán nguyên tố nó lại đang nguyên tố này. Thôi lỡ rồi. Đâm lao theo lao đi. Kệ mẹ nó thua thôi. Chơi game khác. Vay yếu lắm. Up challenge lấy Ari với Gna đó là sao? I was forged by winter. Not I. Đệt mẹ con vay bị nhốt à. Bà nội á. Lại đây. Vừa bỏ qua xe à? Kệ đi. Lỡ rồi. Swiftly now. Đội hình cũng tạm tạm rồi đó. Này thì lấy đồ của ta này. Chết đi. Ui ông này chơi phép à.
phục. Ôi what the. Yasuo nước mắt cho AC cũng được mà thôi, mình cho nó vay cái đại bác ấy. Nó đứng một chỗ nó bắn cái, cho nó đứng trong góc. Giờ nó không bị kẹt nữa nè. Nãy giờ nó bị kẹt ức chế quá. Rồi. Bây giờ mình làm gì nữa ta? Ức chết kiếm kêu. Kiếm kêu các bạn ạ. Giờ chỉ có kiếm cái le thì may ra. Ức chết ném cho con Warwick vào. Xin kệ nó, đâu sợ. Mẹ cầm cấm đánh à. Băng vào cái mồm đó. Băng vào cái mỏ đó. Đây. Có kêu rồi này. Tí nữa bán con ass đi. Giờ ra thêm cái nước mắt là ngon. Xong bán con ass đi. Đưa đồ cho kêu. Đưa ass 1 vào. Cho con kêu búp bất tử liên tục. Quý tộc luôn, càng. Quý với trả tộc. Tôi nói rồi, quý tộc là cái thứ phế vật. Quý tộc là cái thứ phế vật. Quý tộc là cái thể loại phế vật, chả được cái gì. Đó, quý tộc đó thấy không? Vay một đống đồ Raven đấy, Kael, Solari các kiểu đấy. Tôi đã nói rồi, quý tộc phế lắm. Biết kiếm à? Hai cung thủ tôi có cảm giác đéo làm được gì. Nhưng mà được cái băng tộc. Bù lại được cái băng tộc các bạn ạ. Quên mất, bỏ ass ra mất băng tộc. Cho Kael cùng cung quá hả? Từ từ. Mình muốn up chết hơn. Mình muốn up chết, mình cho thêm một con hóa hình vào á. Ngon hơn.
Object kiếm hóa hình đấy. Tí lấy thìa object kiếm hóa hình. Không phải cho Leona vô lấy có quý tộc, nhưng mà quý tộc hơi cùi. Object kiếm Senyuni ném vô. Bỏ ass đi à. Nghe vậy hợp lý rồi nè. Lấy băng tộc cho kêu à. Ông này đi chưa? Thêm thằng nữa đi. I was forged by winter. Căng vậy. Không có hóa hình thì mình cho mày ăn một trong hai con này vào. Luôn kìa. Vay bắn chết quá. Vay bắn chết quá. Rồi. Tiến đưa bạn đi rồi. Bye. Bèo. Hai cái thìa là à, thìa nào cũng ngon. Lấy thìa này đi. Rồi, hợp lý. Lên thêm chết. À, tính ra mình xài được 4 cung thủ luôn ấy. Nếu mình lên thêm chết nữa. Không có nào demon nhỉ. Ừ. Cả ta sẽ kinh đấy. Nhưng chỉ biết ngậm mùi. Chỉ biết ngậm ngùi thôi các bạn ạ. Giác kinh quá. Thank you.
Chugi chugi chugi. Giờ kiếm được con kêu 2 là ngon. Kêu 2 với con Swan. Để xem ra cái đồ gì nè, không ra đồ gì mình ghép luôn huyết kiếm cho con kêu đi. Gậy lốc cho gậy na rồi à, cung cho kêu à. À đây tốc đánh nào nha, cho gậy na giảm cấp. Cho kêu giảm cấp luôn cũng được. Ước gì được con được con ass với hai con kêu nữa. Ơ có quýt ba này. Đánh nhau đi. We are at war. Do not forget it. Đéo thèm ra ass luôn. Đây. Rồi, giờ chỉ cần kêu thôi. Yasuo đứng mình hút đam. Team mình đâu có đa AB đâu. Z cầm đấy cũng đấu được gì. Nam bao nhiêu máu rồi? 3k3. Thằng này nào đi thôi. Thằng nào đi. Rồi thằng này đi rồi. À, thua. Thường thế. Bây giờ là chỉ cần kêu thôi. Thôi đừng roll nữa, roll cũng đâu mua được đâu. Kiếm leo na là gì? Quý tộc quỷ bắp. Lần này cũng quý tộc ác xỏ cái chết mẹ leo na. Cho Yasuo đứng là mình này nó hút được mớ đam. Lá chắn bằng 100% máu tối đa. Là con Yasuo 1k4 máu. Yasuo 1k4 máu rồi. Chết mày à rồi, chơi. Ê kéo Yasuo à? Sắp kéo Yasuo thì toang rồi. Bay màu. Lấy Yasuo luôn, biết đâu được Yasuo 2. Ôi kêu nè. Kêu nữa gai, mày ngon mày ra kêu nữa gai. Ô mà round này là round quyết định thắng thua rồi.
chết mẹ, thua à? Thua rồi. Thua rồi. Sao lại thua nhỉ? Kêu 2 này nha. Kêu 2 nè, kêu 2. Ô mà là kêu 2. Để. Sao lại thua nhỉ? Hơi kỳ cục. Đẹp rồi, ngon rồi, ngon rồi, cố lên, băng con Jet lại, băng con Jet lại, đéo bằng, vãi cướp, ta đéo bằng Jet, thua, băng Jet lại là thắng rồi, băng Jet lại tôi win luôn rồi. Trời ơi, con vay băng con Jet, chỉ cần dính một cái băng thôi là con Jet chết rồi. Đen nhờ, trời ơi, đen thật, chỉ cần dính băng là con Jet chết rồi.